Điểm số đầu tiên đã thuộc về hai tay vợt của Việt Nam. Vẫn là điểm số ra cầu cho Thân Vân Anh. Không được. Và đập cầu rất tốt của Lee Sung Jae. Tỷ số 1-1 trong game đầu tiên. Và được cầu dễ dàng cho anh Thư. Tỷ số là 2-2. Không được. Sạn điểm rơi của cầu trong tình huống này, một mất điểm đáng tiếc của hai thủ môn Việt Nam. Lại thêm một tình huống đập trượt cầu, lần này là tới lượt anh Thư. Hai điểm số liên tiếp mà Vân Anh và anh Thư đều đã đánh hụt cầu. Cầu ngoài. Muốn đẩy cầu sâu về cuối sân không thành công của Lee Sung Jae. Hai tay vợt Việt Nam rút ngắn tỷ số còn 3-4 ở game đầu tiên. Phong cầu ra ngoài của anh Thư. Tỷ số là 5-3 cho đội tuyển của Malaysia. Quá tiếc cho Thân Vân Anh. Chúng ta xử lý rất hay. Đẩy cầu vào phần sân trống, đáng tiếc là từ hôm đó cầu đã đi ra ngoài. Không được. Thêm pha xử lý đáng tiếc của Vân Anh. Tỷ số 8-4 cho đội vợt của Malaysia. Không được. Sử cầu trên lưới không thành công của Vân Anh. Vợt Malaysia tạo cách biệt
Trong thời điểm đầu của game thứ nhất, bên này đã đi cầu ra ngoài. 14 cho các tay vợt của Malaysia. Một chuỗi ghi điểm liên tiếp của đội vợt. Và xử lý lỗi của hai tay vợt Malaysia. Low Yin Yuan đã hơi lưỡng lự trong tình huống xử lý của mình. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-10 cho Vân Anh và Anh Thư. Ngay sau đó là tình huống trả ra cầu quá hay của Lee Sim Jae. Để sân và hai tay vợt của Malaysia đang dẫn trước 11-5 trước Thân Vân Anh và Vũ Thiên Thư của Việt Nam. Danh hiệu thêm điểm số nữa cho các cầu thủ của Malaysia. 12-5. Pha xử lý rất hay của Vân Anh. Và cài cầu rất khó chịu và cực kỳ chính xác của Thân Vân Anh. Và tiếp tục là cú đánh ra ngoài của các tay vợt Malaysia. Các tay vợt Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 72. Vân Anh và sau đó là Anh Thư. Những điểm số liên tiếp cho hai tay vợt Việt Nam và tỷ số được rút ngắn xuống còn 82. Những điểm số gần nhất Anh Thư Vân Anh đã chơi tốt hơn. Và vừa rồi hai tay vợt Việt Nam bắt bài được tình huống giao cầu của Anh Thư. Tỷ số đang là 13-8. Rất tốt. Và cú trái tay trên lưới chính xác của Vân Anh. Bắt tình huống rất nhanh. 93. Rất hay.
Những pha đập cầu liên tiếp của anh Thư. Pha đập cầu vào giữa vị trí của hai tay vợt Malaysia và khiến cho bộ đôi Visinje và Low Yin Hoan đều đã không thể phòng thủ thành công. Và tiếp tục là điểm cho đôi vợt của Việt Nam. Những điểm số liên tiếp mà hai tay vợt Malaysia đang có phần lúng túng khi mà anh Thư và Vân Anh đã có sự thay đổi và linh hoạt hơn trong những đường cầu tấn công của mình. Từ khoảng cách đáng kể thì bây giờ Vân Anh Anh Thư đã áp sát được đôi vợt Malaysia. Đáng tiếc là tình huống không cầu cửa sân của Anh Thư cầu đi ra ngoài. 14-2 cho đôi vợt của Malaysia. Và xử lý hụt của Low Yin Hoan. Cầu đã leo lưới và khiến cho đội tuyển Malaysia bị lỡ đà. 13-14. Không đưa. Tiếc thì anh Thư lại xử lý lỗi trong tình huống phòng thủ này. 15-13 cho các tay vợt của Malaysia. Rất tốt. Đang di chuyển và phối hợp ăn mì của anh Thư và Vân Anh. Vân Anh đã bắt bao được pha điều cầu của đối phương rất nhanh. Tỷ số một lần nữa đến chân ngắn chỉ còn 14-16. Cầu ngoài. Cảm giác cầu rất tốt của anh Thư. Số điểm chiến thắng chỉ còn 15-16. Và một lần nữa cầu ngoài. 16-16. Đôi vợt của Việt Nam đã bắt kịp đối thủ trong game đầu tiên.
Vân Anh giao cầu. Và điểm số rất may mắn cho đội vợt của Malaysia. Cầu leo lưới và mang lại điểm số may mắn cũng như quan trọng cho đội vợt Malaysia. Và pha trả cầu lỗi của Anh Thư. 18-16. Và tiếp tục là pha trả cầu ra ngoài của Vân Anh. 19-16. 3 điểm liên tiếp cho đội vợt của Malaysia ở thời điểm cuối của game đấu thứ nhất. Và 20-16. Chuỗi 4 điểm liên tiếp cho đội vợt Malaysia. Và họ đang có tới 4 game point trong tay. Điểm cho Vân Anh và Anh Thư 17-20. Đội vợt Việt Nam đã cứu được game point đầu tiên. Thứ 17-20. Không được. 21-17 là chiến thắng cho đội vợt của Malaysia trong game đầu tiên. Khá đáng tiếc cho Thân Vân Anh và Vũ Thiên Thủy khi đội vợt của Việt Nam đã bắt kịp đối thủ 16 đều. Từ thời điểm đó thì Anh Thư và Vân Anh đã để cho đối thủ có liên tiếp những điểm số quan trọng và kết thúc game đầu tiên với chiến thắng 21-17. Đôi vợt giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ có mặt ở vòng tứ kết và chạm trán với đôi vợt của Thái Lan, Chasini Korepat và Pichamon Opadniput. Ở nội dung đôi nữ, cầu lông Việt Nam còn có cái đôi vợt thi đấu ở vòng 1/8, đó là Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh. Đôi này sẽ chạm trán đôi vợt của Malaysia, Chen Su Hui và Chen Su Yin.
Một tình huống không hiểu ý của anh Thư ở Vân Anh. Cầu mà cả hai đã phần nhường nhau. Tiếp tục là pha xử lý lỗi của anh Thư. Điểm cho các tay vợt Malaysia 3-2. Rất hay của VCD. Cầu đi giữa vị trí của Văn Anh Anh Thư. Nhưng ngay sau đó là pha ghi điểm của Anh Thư. Muốn cài cầu ngắn cực kỳ chính xác vào phần sân trống của đối thủ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Và giao cầu không tốt của Anh Thư. Giao cầu không rõ ý đồ của anh Thư. Và ngay lập tức các tay vợt này chà đã ghi điểm 5-3. Và thêm một pha xử lý không tốt của anh Thư. Hai điểm số liên tiếp mà các cầu vợt Malaysia đều đã bắt bài được những tình huống như cầu của anh Thư, đều có được những tình huống đập cầu trên lưới dễ dàng. Tỷ số là 6-3 trong game thứ hai. Và 7-3 cho cầu vợt của Malaysia. Liên tiếp những điểm số mà anh Thư và Vân Anh đã để cho đối thủ có rất nhiều cơ hội đập cầu trên lưới. Một tình huống phong cầu ra ngoài của anh Thư. Chuỗi điểm liên tiếp của đội vợt Malaysia. Lần này Vicente đã xử lý lỗi yêu cầu rút lưới. Tỷ số là 4-8. Lợi thế vẫn đang nghiêng về phía đội vợt của Malaysia.
Hai điểm liên tiếp cho đội vợt của Việt Nam. Tỷ số đối chung ngắn chỉ còn 6-9. Rất nhiều những cơ hội cho quyền trên lưới cho đội tuyển của Malaysia ở game đấu thứ hai. Không được. Liên tiếp những yêu cầu mà anh Thư đang gặp nhiều vấn đề trong những pha chạm cầu của mình. Tỷ số là 11-6, vẫn là lợi thế cho đội vợt của Malaysia. Và xử lý tốt của anh Thư. Hiến trò tăng hơn tổng của Malaysia bị lỡ đà. Thì số đội chung ngắn cũng còn 82. Tiếp tục là điểm cho hai tay vợt Việt Nam 92. Không thành công của anh Thư. 13-9 cho đội vợt của Malaysia. Và bây giờ người ra cầu sẽ là anh Thư.
cầu quá tốt của đội tuyển Malaysia, rất đúng tầm cho những chiếc tiền vừa rồi. Đó là của Low Yin Yuan. Thêm một pha ghi điểm của Low Yin Yuan, rất nhanh. Không phải lần đầu tiên mà Low Yin Yuan phán đoán được những pha cài cầu ngắn trên lưới của hai cầu thủ Việt Nam. Lần này thì tay vợt Malaysia đã xử lý lỗi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 11-15 trong hiệp thứ hai. Bây giờ người ra cầu sẽ là Thông Văn Anh. Không đưa. Và thằng thì không thành công được Vân Anh. Thì là cô đã phải liên tục chống đỡ những tình huống đập cầu liên tiếp của đối thủ. Phòng thủ quá hay. Liên tiếp những pha đập cầu của hai tay vợt Việt Nam. Lee Sing-ye và Low Yin Hwan đều đã phòng thủ quá tốt. Vẫn là điểm số cho hai tay vợt của Malaysia. Liên tục là những tình huống mà anh thi cũng như Văn Anh đã phải chống đỡ rất cao. Lần này phải đi dứt lưới là điểm cho hai tay vợt của Việt Nam 12-18. Chiến thắng cho đội vợt của Malaysia. Giống như ở game đầu tiên, thời điểm cuối game thứ hai, đội tuyển Việt Nam cũng đã không còn duy trì được nhịp độ. Để cho đối thủ nhanh chóng bứt xa. Vì vậy là tấm vé vào tứ kết đã thuộc về đội vợt của Malaysia.